đó chính là như lai tạng tánh là bản thể của chân như là phật tánh mà mỗi chúng ta đều có sẵn cái đó chẳng phải là quý vị có mà tôi không chẳng phải là quý vị không có mà tôi lại có tất cả chúng ta đều thừa hưởng được bản giác diệu minh tinh thuần chân thật thanh tịnh viên mãn này trong đó không nhiễm một mảy bụi trần trong đó không một pháp có thể lập được chẳng có gì trong đó nếu quý vị trở về được nơi bản nguyên của mình thì quý vị sẽ thoát khỏi vô minh phiền não tham dục mê muội vọng tưởng quý vị hoàn toàn tự tại đối với những thứ ấy đó là cảnh giới hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh đó là mục tiêu của người tu đạo tất cả là để trở về tự tánh vốn có của chính mình nếu quả thực nơi này không tồn tại thì người ta đâu cần tu hành làm gì cho đến cả hư không đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra chúng ta ai cũng đều thấy hư không nhưng quý vị có biết hư không từ đâu tới chăng các thứ ấy đều sinh khởi từ vọng tưởng không sinh khởi từ vọng tưởng của chúng ta, do những vọng tưởng này mà có ngũ ấm, ngũ trược, lục kết vọng tưởng gây nên biết bao thứ phiền não điều này giống như người lăng xăng muốn làm một việc gì đó trong khi chẳng có gì cần phải làm cả tại sao như vậy vì quý vị chẳng có việc gì cần phải làm cả nhưng lại muốn kiếm việc để làm nếu như quý vị nhận được phần thưởng khi làm việc thì còn có thể được nhưng đáng tiếc là quý vị càng làm bao nhiêu càng mất bấy nhiêu nếu quý vị làm công cho người khác quý vị càng làm càng thấy thiếu tiền cũng như khi điều hành việc thương mại càng buôn bán lâu lỗ vốn càng nhiều quý vị sẽ bị thua thiệt như thế mãi cho đến khi tánh như lai tạng bị đè bẹp dưới chân ngọn núi của ngũ uẩn khi điều này xảy ra giặc cướp từ sáu căn sáu trần chiếm giữ ngọn núi năm uẩn làm nơi xào huyệt kẻ ẩn náu mà đi khắp nơi để cướp bóc hãy xem thử tại sao suốt từ hồi nào đến giờ quý vị lại chiêu tập và cho kẻ cướp chú ngụ nơi mình ban đầu quý vị buôn bán kinh doanh nhưng rồi vốn liếng mất dần và bây giờ nó làm tán thân mất mạng luôn kẻ cướp đi khắp nơi phá nhà cướp của giết hại chúng sinh Vậy mà tự tánh của quý vị lại bị nén ép dưới chân năm ngọn núi ngũ ấm, sáu căn và sáu trần là những tên giặc cướp đi khắp nơi để phá nhà cướp của, quý vị có biết chuyện ấy chăng? Nếu biết được nghĩa lý này thì tôi khỏi phải phí công giảng kinh nữa, nếu quý vị chưa hiểu thì phải học thêm. Kinh văn. Tư nguyên bản Giác Diệu Minh Chân Tinh vọng dĩ phát sinh chư khí thế gian, như diễn nhã đạt đa, mê đầu nhận ảnh. Việt dịch, tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian, như diễn nhã đạt đa, mê đầu mà nhận bóng. Giảng, tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính Cội gốc của bản giác trong ấy không một pháp nào được lập. Tính chất của bản giác vốn sáng suốt vi diệu tinh thuần chân thật, do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian, do vọng tưởng mà phát sinh các vật tượng thế gian, vọng nương nơi chân mà sinh khởi, vọng sinh khởi ngay trong Như Lai tạng tánh. Hiểu tình thế gian là hết thảy các loại sinh vật có tình thức và khí thế gian là các vật tượng trong đời như sông núi nhà cửa đất đai.